Sau nốt ruồi ở chỗ kín khiến chị em xấu hổ như là quý tướng trời ban, thu hút tài lộc. Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở những vị trí đặc biệt này là điều may mắn, mang đến nhiều tài lộc. Đây là điều mà không phải ai cũng có được. Thứ nhất, nốt ruồi ở ngực. Nốt ruồi ở ngực tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng. Đặc biệt là những nốt ruồi ở vị trí bầu ngực hoặc khe ngực, được xem là kho vàng, kho bạc của phụ nữ. Thứ hai, nốt ruồi ở rốn. Nốt ruồi ở rốn là điềm lành. Nó đại diện cho sự giàu sang, tiền bạc dư giả. Người sở hữu nốt ruồi này có sự nghiệp vững chắc, tình duyên êm đẹp. Thứ ba, nốt ruồi ở vòng 3. Phụ nữ có nốt ruồi ở vòng 3 là người có năng lực, thông minh, đạt được thành công từ rất sớm. Người này có tính tình bộc trực, thẳng thắn nên đôi khi làm mất lòng người khác. Thứ tư, nốt ruồi ở đùi. Người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường có tính cách hiền lành, tuy không giỏi giao tiếp nhưng nhờ sự lương thiện, nhân ái nên được trời thương, ban nhiều phước lành, gặp nhiều quý nhân giúp đỡ. Ai nốt ruồi ở những vị trí trên hãy bình luận bên dưới nhé.